Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cùng xem và thưởng lãm một cái chén chữ của đồ cổ đời nhà Thanh làm cho triều nhà Nguyễn vào giai đoạn thế kỷ thứ 19. Rất là đẹp mà hàng chữ vẽ rất là xuất sắc, chi tiết ngăn nắp. Đây là một trong những cái bài thơ vẽ và viết lên một cái đại ý dạy con người chúng ta sống trong cuộc sống thực tại về việc ngăn nắp, về đạo lý làm người, cuộc sống hàng ngày. Đấy, đây là một trong những cái chân phẩm mà nó luôn luôn dành cho những người kỹ tính, khó tính. Thứ nhất là chữ đẹp, ngay ngắn, chỉnh chu, và thứ hai nữa là món đồ này là lành tích 100%. Đây là một món đồ mà của đồ cổ thế kỷ thứ 19, gọi là nó dư tuổi cổ luôn rồi đó mọi người ạ. Thì đây là một trong những cái bài thơ mà rất là nổi tiếng của từ thời nhà Đường, nhưng mà được phổ theo bài thơ và phổ lên tất cả những cái gốm sứ và những cái đề tài văn chương để mà nhằm truyền bá cho hậu thế về sau về làm dạy cách làm người, làm cách sống ở trong thực tại, trong cuộc sống hàng ngày cho mỗi người. Và tất cả những món đồ này đều bảo hành chuẩn cổ suốt đời và bảo hành luôn cả giá bao quay về. Đấy, quý khách vừa được chơi, được siêu tầm và được bao quay về hoàn trả lại đủ vốn. Chỉ có ở bên em luôn luôn có chế độ, luôn đãi ngộ cho quý khách khi sở hữu đồ cổ ở bên em.